Thưa quý vị, Sông Lô là huyện miền núi, địa hình phức tạp, xuất phát điểm kinh tế thấp, hạ tầng chưa đồng bộ, lại thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, toàn diện của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, sự đồng thuận, nỗ lực, chung sức chung lòng của nhân dân trong huyện, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đến nay huyện Sông Lô đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, tạo sức bật để Sông Lô đổi mới, phát triển bền vững. Để thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban thường vụ huyện ủy Sông Lô đã cụ thể hóa các mục tiêu, nghị quyết đại hội Đảng bộ bằng các chương trình, đề án cụ thể, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 10% năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ, giảm tỷ trọng nông lâm thủy sản. Công nghiệp xây dựng chiếm 48,74%. Thương mại dịch vụ chiếm 28,40%, nông lâm thủy sản chiếm 22,86%. Quy mô nền kinh tế của huyện hiện nay đã tăng lên hơn 6 lần so với năm 2009. Giá trị sản xuất năm 2021 đạt trên 6.000 tỷ đồng. Xác định hạ tầng phải đi trước, mở đường cho phát triển. Huyện Sông Lô đã huy động nguồn lực đầu tư giải phóng mặt bằng, từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, tạo mọi điều kiện thuận lợi, thu hút đầu tư vào địa bàn huyện. Sau 10 năm được thành lập và đi vào hoạt động thì phải nói rằng bức tranh về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và diện mạo nông thôn của huyện Sông Lô đã đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ. Cụ thể đó là cái quy mô nền kinh tế đã tăng lên 6 lần so với lúc thành lập. Lúc đó là quy mô nền kinh tế là gần 1.000 tỷ, thì bây giờ đã là hơn 6.000 tỷ. Nữa là cái cơ cấu kinh tế thì được chuyển hướng theo tăng cái tỷ trọng công nghiệp dịch vụ và giảm cái tỷ trọng nông nghiệp một cách hợp lý. Diện mạo nông thôn thì càng ngày càng được khởi sắc, bộ mặt đô thị đã được từng bước được hình thành. Thu nhập bình quân của người dân tăng 5 lần so với thành lập. Bây giờ là hơn 50 triệu, lúc đó thì chỉ được hơn chục triệu đầu người trên một năm. Các lĩnh vực về an ninh quốc phòng, công tác xây dựng đảng, đoàn thể thì tiếp tục được quan tâm và vững mạnh. Cùng với đó, huyện đã tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch, đã hoàn thành quy hoạch chung đô thị Đức Bác, Lãng Công, Hải Liệu, quy hoạch chi tiết hai cụm công nghiệp Đồng Thịnh và Hải Liệu, quy hoạch chi tiết đất dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại xã Đức Bắc và Lã Công, quy hoạch phát triển công nghiệp dịch vụ hai bên trục đường cao tốc Nội Bài Lào Cai đi qua địa bàn huyện, quy hoạch chung phát triển du lịch dịch vụ khu vực núi Sáng, hồ Bảo Lạc, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất kinh doanh, phát huy thế mạnh về đất đai. Để phát triển nông nghiệp, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành nghị quyết số 01 về thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo. Chỉ thị số 10 năm 2017 về tiếp tục thực hiện việc dồn thửa đổi ruộng, đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng các giống cây trồng mới có năng suất cao, chất lượng tốt. Vì vậy, năng suất lúa bình quân đạt trên 54 tạ một hectare. Sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 40.000 tấn. Bước đầu hình thành vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao trên một đơn vị diện tích như trong ổi ở xã Đồn Nhân, hoa cây cảnh ở Đức Bắc. Chăn nuôi phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nhiều con giống có chất lượng tốt được đưa vào sản xuất. Nhiều gia trại chăn nuôi tập trung được hình thành có quy mô lớn và phương thức chăn nuôi hiện đại như chăn nuôi lợn ở Lãng Công, Hải Lựu, Đồng Quế, Đôn Nhân, nuôi gà ở Lãng Công, Phương Khoan. Công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng được quan tâm chỉ đạo. Ngày xưa nuôi bò truyền thống thì mỗi hộ gia đình chỉ có 1-2 con. Thế và chủ yếu là nuôi bằng phương pháp là chăn thả. Thế nên là cũng không hiệu quả. Và khi những cái mô hình nuôi tập trung trực tiếp như thế này thì cái thứ nhất là
tận dụng được toàn bộ những cái nguyên liệu cây ngô, cây sắn lên đầu vào bà con đã bỏ. Cái thứ hai nữa là tận dụng được rất nhiều nhân công. Tiểu thủ công nghiệp được duy trì phát triển, tập trung ở các lĩnh vực khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng, may, đồ gỗ, kim khí, đá mỹ nghệ, mây che đan truyền thống. Ngoài hai làng nghề là mây che đan xã Cao Phong, trạm khắc đá xã Hải Lựu, Sông Lô đã phát triển thêm hai làng nghề nuôi rắn tại xã Bạch Liêu. Ngành thương mại dịch vụ từng bước phát triển, thị trường hàng hóa phong phú, chất lượng được nâng lên, đáp ứng và phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, tiêu dùng và đời sống của nhân dân. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai sâu rộng. Đến nay, 100% số xã của huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 8 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Huyện tiếp tục chỉ đạo các xã duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời tập trung chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí để phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Về xây dựng nông mới, địa phương tập trung tuyên truyền vận động nhân dân hiểu rõ về chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu, từ đó nhân dân đồng thuận tham gia thực hiện phong trào. Để phong trào đạt kết quả cao, trước hết phải huy động nguồn lực xã hội hóa, đóng góp sức người, sức của nhân dân. Nhân dân đã hiến đất làm đường giao thông nội đồng, xây dựng mương rãnh nước thải môi trường, mở rộng thiết chế nhà văn hóa. Cùng với chú trọng phát triển kinh tế, huyện Sông Lô luôn quan tâm phát triển giáo dục đào tạo. Hệ thống mạng lưới trường lớp từ mầm non đến phổ thông được đầu tư hoàn chỉnh. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học tiếp tục được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, phù hợp với từng cấp học. 100% các trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 35% các trường đạt chuẩn mức độ 2, 90% đội ngũ giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Kết quả thi học sinh giỏi các cấp, đặc biệt là học sinh đạt giải ở các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia hàng năm đều tăng. Tỷ lệ học sinh đến trường các bậc học đạt trên 98%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt trên 98%. Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường đại học cao đẳng đạt cao. Phòng đã chỉ đạo các nhà trường là dạy học theo cái chương trình cốt lõi, theo hướng dẫn của Bộ cũng như là của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng chỉ đạo các nhà trường là chú trọng cái việc ứng dụng cái công nghệ thông tin trong dạy và học, cụ thể là trong việc dạy học trực tuyến cũng như là trong việc sử dụng cái giáo án e-learning. Thứ ba nữa là chúng tôi cũng chỉ đạo các nhà trường là thực hiện tốt cái công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong cái việc là trao đổi thông tin này, cũng như là cái việc là kiểm tra đôn đốc học sinh trong cái việc học tập ở nhà. Cái thứ tư nữa là chúng tôi cũng chỉ đạo các nhà trường là chú trọng phát hiện cái học sinh năng khiếu để mà bồi dưỡng các đội tuyển học sinh thi học sinh giỏi các cấp. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế được đầu tư. Hệ thống y tế từ huyện đến cơ sở được tăng cường, triển khai nhiều kỹ thuật y tế mới, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng lên. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, tỷ lệ bác sĩ trên 1 vạn dân đạt 6,4 bác sĩ. Bảo hiểm y tế được triển khai thực hiện tốt đến các đối tượng. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93%. Trong những năm qua thì Sông Lô cũng được sự quan tâm của tỉnh ủy, ban tỉnh và sở y tế đầu tư các trang thiết bị hiện đại, đồng bộ và đủ điều kiện để mà phát triển chuyên môn kỹ thuật. Cái thứ hai là chúng tôi tập trung vào cái việc đào tạo nguồn nhân lực, song song với cái việc tuyển dụng thì đào tạo các nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, thạc sĩ, và nhất là cái lớp chuyển giao kỹ thuật của các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Thì đến nay đội ngũ bác sĩ của Sông Lô cũng đã làm chủ được các kỹ thuật, và nhất là trong những năm gần đây thì đã phát triển nhiều các cái kỹ thuật mới, các kỹ thuật cao vượt tuyến. Bên cạnh đó thì nâng cao cái tinh thần thái độ phục vụ, y đức để mà tạo được cái niềm tin cũng như là cái việc chăm sóc cho người bệnh ngày càng tốt hơn. Lĩnh vực văn hóa được huyện Sông Lô quan tâm đầu tư phát triển toàn diện, các thiết chế văn hóa được tăng cường, thực hiện tốt việc bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể. Trong 5 năm có 10 di tích được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, nâng tổng số di tích cấp tỉnh lên 27 di tích. Di tích Tháp Bình Sơn được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Hát chống quân nước Bắc được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao
từ huyện đến cơ sở được quan tâm đầu tư. 100% các xã thị trấn có nhà văn hóa xã và trung tâm văn hóa thể thao. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phát triển sâu rộng. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt 87,4%. Thôn làng văn hóa đạt 93%. Song song với quan tâm phát triển kinh tế xã hội, huyện Sông Lô luôn thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Mỗi năm giới thiệu và giải quyết việc làm cho trên 2.100 lao động, trong đó xuất khẩu 1.383 lao động. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 97%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo hàng năm đều tăng. Phong trào đền ơn đáp nghĩa được chú trọng thực hiện. Các chính sách đối với người có công, gia đình thương binh liệt sĩ, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững được lồng ghép với các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đạt hiệu quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo đến nay giảm còn 1,75%. Trước đây là thôn khó đi nhất, nhưng đến giờ phút này thì đường bê tông hóa, áp phan, rồi thì các cái đường hoa, hàng hoa thì so với 20 năm trước đây thì tôi thấy đối với địa phương Cao Phong quá đổi mới. Cả về vấn đề về phát triển kinh tế cho đến cơ sở hạ tầng. Đến giờ phút này thì toàn thể nhân dân Cao Phong chúng tôi như là một cái bức tranh, một cái bức tranh, bức họa của nông thôn mới nâng cao. Thành tựu đạt được trong thời gian qua đã tạo diện mạo mới, làm thay đổi sâu sắc kinh tế xã hội của huyện Sông Lô, là tiền đề quan trọng để đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, tạo động lực để Sông Lô vững bước trên đường đổi mới, phát triển nhanh và bền vững.